Cây gỗ đinh thối thì là một loại gỗ quý. Loài cây này thì thuộc họ Fernando. Về đặc điểm nhận dạng gỗ đinh thối thì là cây đinh thối là một cây gỗ lớn, cao khoảng 20 đến 30 mét, đường kính thân từ 0,5 đến 1,3 mét, vỏ màu xám tro và bong từng mảng, có nhiều lớp mỏng. Lớp trong là có màu nâu vàng. Loài cây này là thuộc họ phân cành thấp, cành non thì là hơi vuông cạnh và phủ lông vàng. Hoa của loài cây này thì khá đẹp, có hương thơm nhẹ, hoa to tự xiên, viên chùy ở đầu và mùa hoa thì thường nở vào tháng 4 và tháng 5. Về quả thì là có hình trụ và có 4 cạnh, dài khoảng 40cm, rộng từ 2 đến 3cm. Đầu quả nhọn, vỏ quả hóa khô. Khi chia thì tách ô, hạt dẹt, nhẵn bóng. Có cánh màu trắng xếp thành hai hàng trong mỗi ô và mùa quả thì là vào tháng 9 đến tháng 11. Thì đó là những cái đặc điểm về thân cây gỗ đinh thối cũng như là hoa quả thì các bác có thể tham khảo. Tiếp theo là về sự phân bố của cây gỗ đinh thối. Thì cây đinh thối thì chủ yếu mọc trong rừng thường xanh, nơi có thảm thực vật dày ẩm. Cây thì phân bố tập trung ở các vùng châu Á gió mùa như là Lào, Campuchia, Thái Lan hay là Ấn Độ. Tại Việt Nam ấy, thì cây gỗ đinh thối sinh trưởng và phát triển chủ yếu tại các tỉnh như là Hà Giang, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang hay là Vĩnh Phúc. Về nhóm gỗ thì là cây gỗ đinh thối thuộc nhóm nào? Thì trong bảng phân loại gỗ Việt Nam thì là đinh thối được xếp vào nhóm 2, nhóm gỗ cứng, độ bền cao và tỉ trọng lớn, được xếp cùng các loại cây gỗ khác như là cam xe hay là nghiến các bác nhé, về độ cứng. Thì tiếp theo là về ưu điểm của gỗ đinh thối. Thì gỗ đinh thối là dòng gỗ khá là tốt, mang lại giá trị kinh tế cao bởi vì chúng có một vài ưu điểm như sau này. Thứ nhất là về thớ gỗ, vân gỗ rất là đẹp. Cây thì có đường kính rất lớn. Chính vì vậy, loại cây này thuận lợi cho việc thiết kế các sản phẩm nội thất mỹ nghệ. Loại gỗ này thì cũng vô cùng dễ đánh bóng, khả năng chống chịu ngoại lực khá tốt, ít bị cong vênh hay là mối mọt, tuổi thọ và độ bền là tương đối cao. Còn về nhược điểm của loại gỗ này, thì các bác biết là hiện nay là cái sản lượng cây gỗ đinh thối ở Việt Nam là ngày một ít đi và dần trở nên khan hiếm và do là cái nạn khai thác gỗ trái phép. Loại gỗ này thì có nhược điểm là không đều về chất lượng, phụ thuộc xem nó mọc ở đâu và cũng như là địa chỉ cung cấp cái loại gỗ này. Thêm vào đó thì giá gỗ đinh thối trên thị trường hiện tại là tương đối là cao, nhưng nói chung thì mỗi loại cây thì giá trị khác nhau rất xa, đi mua thì là tùy vào cây gỗ nữa, cái tuổi gỗ cũng như là thân cây to nhỏ hay là thẳng dài. Tiếp theo là về ứng dụng của gỗ đinh thối. Thì là như đã chia sẻ ở trên ấy, thì cây gỗ đinh thối là rất là bền và chắc, không bị mối mọt hay là cong vênh nên rất được ưa chuộng cho ngành gỗ. Đặc biệt là phải để ý kiến các ngành thiết kế nội thất cũng như là các sản phẩm nội thất trong gia đình. Ngoài ra thì cây gỗ đinh thối còn ứng dụng có thể trồng làm cây cảnh, trang trí sân vườn, khuôn viên hay là trồng làm các cây công trình. Vì loài cây này thì cho hoa đẹp, thân thẳng, dáng cân và ít bị sâu bệnh. Nhưng cây gỗ lớn thì trong tự nhiên thì nó bị khai thác rất là nhiều rồi. Chính vì thế hiện nay thì số lượng cây đinh thối còn lại rất ít, nên là việc nhân giống phát triển cây đinh thối thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ cho ngành nông nghiệp mà còn có ý nghĩa bảo tồn cái nguồn gen quý của các loại gỗ quý Việt Nam. Tiếp theo là về giá của gỗ đinh thối. Thì gỗ đinh thối có giá bao nhiêu hay là gỗ đinh thối có đắt hay không thì đều là những câu hỏi mà các bác thường xuyên đặt ra khi muốn lựa chọn loại gỗ này. Như các bác đã biết ấy, thì hầu hết các dòng gỗ là có mức giá là không ổn định, tăng giảm tùy theo sự biến động của thị trường là thứ nhất, và còn tùy theo nơi cung cấp gỗ mà chất lượng gỗ cũng khác nhau nên là giá sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên thì là các bác có thể tham khảo mức giá ổn định trên thị trường hiện nay, mức giá tham khảo nhé, thì nó sẽ khoảng 30 triệu một mét khối, và hàng bình thường hoặc là hàng chun thì nó có thể 70 triệu hoặc là thậm chí là cao hơn rất là nhiều. Thì đó là cái thông tin mà em có thể tìm hiểu được và hôm nay em chia sẻ với các bác về cái loại gỗ đinh thối này. Ok, rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết video clip ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip khác. Xin chào các bác.